Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo được phát động từ ngày 5 tháng 1 năm 2017. Sau 8 tháng hoạt động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tác giả đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Theo ban tổ chức, các tác phẩm tham dự đều đạt tiêu chí của cuộc thi. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu, có tính phát hiện mới, mang tính thời sự và đấu tranh trực diện với những sai phạm, thiếu sót. Đài Tiếng Nói Việt Nam là đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự nhất và được nhận giải tập thể xuất sắc. Tại buổi trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao giải A duy nhất của cuộc thi là tác phẩm Chính sách giảm nghèo vì sao như muối bỏ bể của nhóm tác giả của hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết thúc lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mặc dù là năm đầu tiên nhưng cuộc thi đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh của cả nước về mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững nhân dịp này phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cũng chỉ đạo bộ thông tin truyền thông hội nhà báo việt nam tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương cơ sở phó thủ tướng hy vọng các tác phẩm tham dự năm sau sẽ xuất sắc hơn nữa nói được nhiều hơn nữa tiếng nói của người dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo